bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với ba cô gái rất là xinh đẹp. Bài hát quen thuộc lắm, mang âm hưởng dân ca, Qua Cầu Gió Bay. Yêu nhau, cười áo môi ở trong nhau. Về nhà, dối rằng cha dối mẹ rằng ta ôi ta qua cầu, rằng ta ôi ta qua cầu. Tình 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 gió bay, tình 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 gió về vị trí. Hay quá, đẹp quá, phải nói là siêu luôn. Mặc dù cả ba bạn không ai là ca sĩ hết. Cái này tôi nói rồi nha, đừng giỡn. Này giống như nhóm ca vậy anh. Rồi đâu thử ai biết nhóm ca này là ai, hay là có phải như là nhóm múa. Mình phân tích đi nào. Em thì chắc là em loại trừ số 6 đó chị. Em nghĩ là ca sĩ mà hát cái dòng nhạc này thì không có đánh môi cái màu đó. Kỳ vậy, ta hát dòng nào đánh môi liên quan gì tới dù hát. Dạ, nhưng mà ít ra là cũng phải như bạn số 4 là đánh cái môi cùng với cái mấn của mình. Cái này là do make up Trang ơi, em là em nãy làm như là lên nha sĩ vậy đó. Hồi nãy là nha sĩ vừa đưa tới thẩm mỹ luôn rồi. Nãy răng rồi giờ môi. Không, em nói thiệt, nhưng mà em thì em lại ấn tượng, em cứ nghĩ là số 5 hát á mà có nghĩa là nhịp. Và em thấy là thường mấy cô ca sĩ hát dòng nhạc này thường cái điệu bộ y chang như vậy á, và em nghĩ là số 5 y chang ta hát. Không, dân ca là phải vậy chứ. Dạ. Anh thì anh là thích số 4. Số 4 hả? Số 4. Tại sao điềm đạm, điềm đạm. Vì cái màu môi nó cũng màu mông. Còn cái số 5 là lâu hơi lậm cạn, có thể chắc là mang cái hú cao quá. Ủa nó nghe nè anh Linh ơi, em cho em hỏi vậy. Cái màu môi giống là màu mứng, bây giờ em bận áo đen, chẳng lẽ vô đánh cái màu đen. Đúng vậy. Em nói ngay từ đầu là hát cái dòng nhạc này. Chị Hương đâu có hát cái dòng nhạc này. Bé Trang nó vẫn thích cái bạn cái môi giống cái màu mứng tào lao lắm thôi. Nói chung là gia đình bên kia người ta đang sang trọng chờ đợi. Em thì là em chịu số 6 lắm. Tại vì ca sĩ là chịu khó nhất là mang giày cao. Cô nào cũng mang giày cao hết trơn á. Số 6 nè, nụ cười rất là tươi, nhìn hình rất là đẹp. Mà ra khi mà diễn cái đoạn cuối á, ba người mà có một cặp bên này là té thôi, là cô số 6. Mẹ hỏi qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Sao mà ca sĩ phải té đại? Tạo dấu ấn. Hai diễn kia không té, cái bên này té. Diễn sâu. Duyên thì Duyên nghĩ là cô bên số 4 ha. Cô số 4 dạ. Tại vì cô số 5 ở giữa đó thì quá loạn choạng. Mà cái loạn choạng cô số 5 lúc mà mới bước ra đó là cái loạn choạng thật. Xem té đúng không? Chứ không phải là cái loạn choạng giả vờ. Thì bây giờ giữa hai người thì Duyên chỉ lựa cô bên này là tại vì đúng, chị cũng hơi nghĩ như em. Yeah. Là đánh cái màu son mà nhạt nhạt là thường thường ca sĩ nhạc trẻ. Còn ca sĩ nhạc quê hương thì phần đông sẽ đánh cái màu son tươi. Thành ra chị cũng lựa. Với lại lúc nãy là lúc là cô này múa đó, có cái chỗ mà cô cầm cái khăn á,
cô biết cô đưa ra, cô dùng cái khăn rất là dễ thương, mà cái đó không phải là dạy lúc mà nhảy, mà chị biết là tự cô làm cái đó ra. Và ngay cả lúc cô không hát, cô cũng diễn, cô cười rất là xinh, diễn với lại cái anh bạn nhảy đó. Thành ra chị nghĩ là cô ở bên này. Chị Duyên ơi, em để ý cô số 4 hồi nãy đó, cô hát mà qua cầu gió bay hồi nãy cô định cởi áo luôn á. Áo là cần em cởi thôi chứ người ta đang rất là đẹp. Nhìn màu môi biết ca sĩ đâu ra kỳ vậy. Thôi bây giờ nghe anh Ba Cộng Sơn nè. Vấn đề là cô số 6 thì cô hát cái khẩu miệng cô mở ít hơn, và hát cũng rất là duyên dáng, cái nhịp nhàng hoặc là động tác cũng rất là đẹp. Cô số số 5 cũng vậy. Riêng cô số 4, cái miệng người ca sĩ thường là hay há to ra, thường là cho hơi nó ra, qua cầu gió bay vậy, nguyên cái hàm răng đưa ra vậy đó. Cho nên là khi mà cái tai nó rất là thuần thục, Ngọc Sơn thấy là một cái người mà có một cái gương mặt, nghĩa là có rất là nghệ ca sĩ, dạ, cũng là có cá tính. Rồi mà Ngọc Sơn chấm cái cô số 4. Số 4. Bây giờ mình quyết định số mấy? Đội Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ngọc Sơn và Quốc Đại. 1, 2, 3, 4. Số 4. Việt Hương, Chí Tài, Vân Trang, số mấy? 4, 5, 6, 4. Hai đội đều chọn số 4. Thì tôi hỏi số 4 coi, cô ấy chọn ai? Cô môi với mắm. Rồi, đã có kết quả. Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy thích Việt Hương. Nhưng mà có chọn em không? Có đó. Vậy hả? Yeah. Cô chọn đòi Việt Hương với Tài, Dân Trang đó. Rồi. Bây giờ mình chọn lại đi. Một, Ngọc Sơn số mấy? 2, 3, số 6. Số 6 lui. Số 6 này một với mấn không giống nhau, không phải ca sĩ đâu. Cô số 5 xém té, một hồi hát có khi té thiệt. Bây giờ không sao nha. Mời quý vị đến với giọng hát thật của số 5. Mấy đèo dẫu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thôi. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Trường xa đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùng, cha ngồi xuống cổng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Rụng bông bưởi trắng nghe có gì như tha thiết, qua lối mòn chưa quen biết em chưa đi tranh cỏ non, chưa từng nghe mát rười bàn chân em, chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn voi vĩnh chiều hôm em, chưa yêu ngoài thành nơi mà em, chưa nghe trái tim mình rung động, thôi mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thôi mẹ gặp cha thương lắm như ruộng gặp phù sa. Cảm ơn các cô gái. Em hồi nãy sao em té vậy? Dạ tại cái thứ nhất là áo lùng, cái hai ô cái áo nó dài quá với em lùng. Body Việt Hương mà mượn áo Kỳ Duyên rồi té. Cái áo dài quá. Dạ. Dập té. Hình như em ít lên sân khấu rồi đúng không? Dạ. Em làm nghề gì vậy?
Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Ngọc Anh, em là sinh viên ạ. Còn bỡ ngỡ khi lên sân khấu á, đúng không? Em có ước mơ làm ca sĩ không? Dạ có. Có hả? Dạ. Bây giờ mình nghe những cái anh chị nói coi, muốn làm ca sĩ mình phải làm như thế nào nè. Đây, đây có thầy Ngọc Sơn kìa. Ngọc Anh ca hôm nay giọng ca đẹp lắm, giọng ca rất là đẹp. Tại vì cái bài này quảng giọng rất là rộng. Bất kể là ai hát, nếu mà không phải là Thu Băng mà ra ngoài sân khấu hát cũng dễ bị gãy về những nốt thấp. Dẫu sao thì chúng tôi nghe ở đây thấy em hát rất là tốt, chúc mừng em nha. Bài này là bài của anh Đại đó. Anh Quốc Đại có thể hát câu để cho em ấy nghiên cứu được không? Đúng là cái quãng giọng của bài này rất là rộng, nên khi mà hát bài này mình phải chú ý thiệt nhiều vô cái nốt thấp. Thí dụ đi, thí dụ cái đoạn nào đó. Anh ơi, nếu mà thí dụ cho Vân Trang hát được không anh? Trang hát thử câu, Trang hát tốt lắm anh. Nói không Đại? Đại đi em. Đại luôn á, trời ơi, hỏi cũng như không. Em đi trên cỏ non mộng ướm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá. Lá. Thôi. Chị lá là đi xa rồi. Em lá em đi xa. Em chưa giải đoạn này. Đại hát câu đi, tôi muốn nghe Quốc Đại hát à. Em đi trên cỏ non mọc đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dầu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặng lội về thăm. Tà lắm. Sao mà xuống không dữ vậy? Không phải đây em tông nữ. Tông nữ mà. Tà. Em hát theo tông nữ. Mình làm xuống được hay quá. Xuống tao nó sát đất luôn rồi. Nhưng qua đó thì em thấy không, cái quãng này rất là rộng mà muốn xuống á, nhưng xuống thấp cỡ đó mà vẫn còn rõ chữ. Bởi vì nếu mà mình càng hát rõ chữ, trong vành rõ chữ thì mình mới thuyết phục được khán giả ha. Ủa nhưng mà cho em hỏi là Ngọc Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Dạ hiện tại năm nay em 20 tuổi ạ. 20. Trời, em còn cả một cái khoảng thời gian rất là dài luôn. Chị đã gần 30 rồi mà chị còn muốn đi hát. 40. Chị thấy ra mắt kiến tưởng 40. 20 còn trẻ lắm em ha. Anh Chí Tài anh còn phấn đấu mà em. Đừng lo gì hết. Chúc mừng em đã đến sân chơi ca sĩ Bí Ẩn. Cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều.